Rất vui khi được gặp anh em tại channel của LC Thiên Đường Quần Bò Nam Đẹp. Có quá nhiều anh em hỏi mình về những cái hãng quần jean nam CK trong thời gian vừa qua, và ngày hôm nay mình sẽ lên cho anh em 4 mẫu quần jean nam CK làm mưa làm gió trong suốt thời gian dài vừa qua anh em nhé. Và hiện tại ở đây mình đang có 4 em. Đầu tiên là em xanh bạc, em trắng sữa và hai em đen. Thì những cái em này thì nó sẽ có đặc điểm như nào thì xin mời anh em cùng đón xem hết video này anh em nha. Đầu tiên thì mình sẽ nói qua về cái em xanh bạc này một chút. Đây, thì hiện tại thì anh em có thể thấy là bên trên chúng ta sẽ có một cái chiếc tag da Kelvin bằng da bò và được in chìm ở trên này. Chữ nổi rất là đẹp, nhìn nó rất là sắc nét, nhìn rất là rõ ràng. Màu sắc xanh bạc, chất liệu vải jean không co giãn, cao cấp nhất, cực kỳ lì. Và đối với những cái em này thì anh em khỏi lo về cái sự bị phai màu của em nó. Phía dưới đây thì chúng ta cũng sẽ có thêm một cái tag Kelvin bằng thép nữa anh em này, anh em thấy không? Và cái em này thì form dáng của nó thì sẽ là form dáng ống rộng anh em nha. Màu sắc xanh bạc, rất hot đó. Em này thì nó sẽ đi theo một cái kiểu là nó sẽ có rách ở phía hai bên đầu gối, rất là cân xứng nhau, một trên một dưới như thế này. Toàn bộ tổng thể màu sắc của em nó thì là theo cái màu xanh nhạt, tông màu sáng. Và nếu như anh em nào thích cái tông màu sáng về những cái em này này thì mặc rất là đẹp và rất là ok. Chiếc quần thứ hai mà mình muốn giới thiệu anh em thì nó có một cái màu sắc là màu đen mài. Em này thì phải gọi là huyền thoại của huyền thoại luôn anh em ạ. Đây, phía trên chúng ta cũng sẽ có một cái chiếc tag CK bằng da đen. Đó, chữ cũng in chìm luôn. Tất cả họa tiết ở trên em này từ đường may hay là đường kim đường chỉ thì cực kỳ là ok, sắc nét. Và tại sao mình gọi nó lại huyền thoại? Em này sẽ là một cái màu đen mài. Và kiểu dáng thì sẽ là kiểu dáng trơn, không có họa tiết gì cả. Đấy, đối với những em nào mà không thích cái sự nghịch ngợm hay là rách bụi chất chơi, anh em có thể lên cho mình những cái em quần jean nam ống suông đen mài như này. Đảm bảo anh em có thể cân mọi loại đồ một cách cực kỳ đơn giản dễ dàng, chỉ trong 5 phút anh em đã có một bộ đồ rất là đẹp rồi. Chất liệu vải jean denim không co giãn, cực kỳ là mượt mà. Được mài phần hai đùi này rất là nhiều. Đinh tán thì được dập vô cùng là chắc chắn cũng như là vô cùng là sáng bóng. Phần gấu này thì em nó được mài một chút thôi. Nếu như anh em không thích màu xanh hay là màu đen thì anh em có thể lên cho mình những em quần jean nam trắng sữa như này. Em này thì cũng CK. Đó, CK thì anh em quá quen thuộc với cái logo hình giọt nước rồi. Và phần ở hông lúc nào sẽ cũng có một cái tag của CK. Em này thì nó cũng sẽ có một cái màu là màu trắng sữa, hơi ngả khói một chút anh em nhé, hơi ngả khói một chút. Và những cái em màu trắng sữa như này có rất nhiều anh em quan tâm, và có rất nhiều anh em khi mà mua của chúng mình ấy về có feedback cho chúng mình. Đấy, những cái bộ ảnh thì thật sự với anh em là vô cùng là mê ly, cũng vô cùng đẹp. Em này thì cũng là ống suông luôn. Đấy, màu sắc thì là trắng khói anh em nha. Đó, màu trắng khói thì rất là đẹp. Tất cả mọi thứ trên em này, chất liệu vải không phải nói gì đâu, hầu như Kelvin họ làm chất liệu vải của mình rất tốt, em nào sờ cũng rất là mềm mượt. Và đây chính là chiếc quần jean nam CK cuối cùng. Em này thì cũng có một màu đen mài. Đó, cũng form ống rộng, chất vải cũng như vậy. Nhưng mà khác ở một điểm là đối với những em nào mà thích kiểu đơn giản thì mình đã lên rồi. Còn không, nếu như anh em nào mà thích cái sự gọi là chất chơi hay là rách bụi thì đây, một em đen mài, rách bụi, ống rộng. Đấy, quá là đẹp và quá là đỉnh cao luôn. Anh em có thể thấy. Và hầu như tất cả những em này mình đã có những cái video chi tiết rồi. Nếu như anh em nào cần xem chi tiết từng ly từng tí một thì anh em có thể xem lại những cái video mà ở trên kênh của chúng mình. Nếu như anh em đang tìm kiếm những chiếc quần jean nam CK thì anh em có thể liên hệ ngay tới LC qua số Zalo 0934848481. Ngoài những cái em quần jean nam CK này ra thì bên mình còn có rất nhiều những em quần jean nam CK khác mà đang chờ đón anh em. Rất cảm ơn anh em đã xem video này. Anh em đừng quên ấn like và đăng ký kênh, bấm chuông để có thể cập nhật trong mình những mẫu sản phẩm quần jean nam CK mới nhất, hot nhất, thịnh hành nhất từ LC anh em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc anh em một ngày vui vẻ.